họ không bao giờ khiến chúng ta quá ngạc nhiên về những chiến thắng. Họ vẫn tiếp tục có được một chiến thắng dễ dàng. Yeah, họ luôn là như vậy, khá thường xuyên. Rất nhiều đường chuyền, có cơ hội ngay bây giờ. Bóng bay rất khó chịu vào góc dưới khung thành, một bàn thắng hoàn hảo. Tăng tốc. Sút. Tuyệt vời. Đều. Cơ hội. Sút đi. Vào. Phanh làm mát. Đây là một pha bóng tốt. Sút. Vào. Tăng tốc. Sút. Tuyệt vời. Một bàn thắng vô cùng đẹp mắt của Riyad Mahrez.